đằng sau những mãi mãi tươi đẹp. Bạn đang nghe sách từ sách gọn.com. Phần 1. Tổng quan. Catherine Bues bé The Beautiful Forever 2012 kể về cuộc sống và khát vọng của cư dân Anawadi, một trong nhiều khu ổ chuột đông đúc của Mumbai. Bu, một phóng viên từng đoạt giải Pulitzer, đã dành 3 năm để đến thăm và nghiên cứu Anawadi nằm gần sân bay Mumbai nhưng bị che khuất khỏi tầm nhìn của khách du lịch bởi một bức tường quảng cáo gạch lát sàn của Ý được cho là đẹp mãi mãi. Câu chuyện về Anna Wadi làm sáng tỏ cách thức nghèo đói và tình trạng bấp bênh sinh ra tham nhũng và nhu cầu tồn tại thường kéo theo sự kiềm chế đạo đức như thế nào. Khu ổ chuột đã bị chính quyền thành phố sang bằng trước khi cuốn sách được xuất bản. Nằm trong khuôn viên của sân bay, Anakwadi đã được định cư bởi những người lớn chiếm vào năm 1991. Nguồn thu nhập chính của cư dân ở đây là nhặt rác thải hàng ngày của sân bay lân cận và các khách sạn cao cấp. Hoạt động kinh doanh rác thải tại các khu ổ chuột ở Mumbai có nhiều đối tượng tham gia khác nhau. Những người nhặt rác thức dậy sớm để săn lùng những mảnh rác có lãi và bán chúng cho các nhà máy tái chế. Chỉ xếp hạng cao hơn một chút là những tên trộm, những kẻ trèo lên hàng rào thép gai và dàn dựng các thủ đoạn mạo hiểm để đánh cắp kim loại có giá trị cao từ các khu phức hợp khác nhau của sân bay. Họ bán chiến lợi phẩm của mình cho những người nhặt rác và cho các nhà máy tái chế. Abdul Hussein, một thiếu niên Hồi giáo, là một người nhặt rác. Công việc này cung cấp cho cả gia đình anh ta. Cha anh ấy quá ốm để làm việc. Abdul kiếm tiền bằng cách phân loại và bán những món đồ nhặt được từ đống rác. Đứng trước một chiếc cân, anh ta định giá những món đồ mà những người nhặt rác và kẻ trộn mang đến cho anh ta, trả một số tiền đã thỏa thuận và phân loại những đống rác mà anh ta thu được trước khi bán lại những món đồ của mình cho một nhà máy tái chế. Công việc kinh doanh của Abdul mang lại nhiều ruby hơn so với công sức của nhiều gia đình khác, và điều này gây ra một mức độ phẫn nộ nhất định trong khu ổ chuột, một cảm giác phức tạp hơn bởi thực tế là Hussein là người Hồi giáo. Cộng đồng Hồi giáo không được ủng hộ mạnh mẽ ở Mumbai giống như mọi người sống trong khu ổ chuột, cha mẹ của áp đun muốn có một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và con cái của họ. Nhờ sự làm việc chăm chỉ của anh ấy, gia đình đã có đủ tiền tiết kiệm vào tháng 1 năm 2008 để đặt cọc lần đầu trên một mảnh đất nhỏ bên ngoài Mumbai ở một khu vực thân thiện hơn với người Hồi giáo. Trong khi đó, ở một khu vực khác của khu ổ chuột, Asawa ghẻ Kar, người chồng say xỉn, cố gắng hết sức để đưa gia đình mình lên một vị trí sung túc hơn cô dự định thành công bằng cách trở thành nữ chủ khu ổ chuột đầu tiên của Anna Wadi. Một danh hiệu cho phép cô ấy chủ trì khu ổ chuột một cách không chính thức để đổi lấy lòng trung thành của cô ấy với chính quyền địa phương. Cô ấy hy vọng rằng điều này sẽ giúp cô ấy trở thành một chính trị gia được bầu cho Sepsena, Sena, một đảng theo đạo Hindu chống người nhập cư có trụ sở tại Maharashtra, trong đó Mumbai là thủ đô, Mẫn Du con gái của Asa đặt mục tiêu trở thành nữ sinh viên tốt nghiệp đại học đầu tiên của Anna Wadi và là một giáo viên. Một ngày nọ, mẹ của Abdul là Zehrunisa quyết định rằng bà muốn sửa sang lại ngôi nhà của họ. Những tiếng ồn phát ra khiến Fatima khó chịu. Một người hàng xóm sống cùng chồng và các con trong cùng láng với Hussein và nhà của họ chỉ cách biệt với nhà của họ bằng một bức tường gạch thô sơ. Fatima được biết đến trong khu ổ chuột với cái tên một chân vì cô được sinh ra chỉ với một chân rưỡi. Chán nản vì khuyết tật của mình, cô ấy nhanh chóng gây chiến với ZEHRUNISA, sử dụng việc cải tạo như một cái cớ. Mối thù khiến ZEHRUNISA, chồng cô, Karam và con gái Kekasang của họ buông lời lăng mạ Fatima. Trong một khoảnh khắc tức giận và phẫn uất, Fatima đã tưới dầu hỏa lên người và tự thiêu ấn độ có luật chống tự tử rất nghiêm ngặt được ban hành trong thời kỳ thuộc địa của anh những thứ này nhằm ngăn cản những người vợ ném mình lên giàn thiêu của chồng họ trong bệnh viện fatima đưa ra tuyên bố đổ lỗi cho gia đình hersen về nỗ lực tự sát của cô cô ấy biết rằng một lời buộc tội như vậy có thể gây tổn hại cho sen tài khoản của cô ấy có buộc karam và kekasan quấy rối nhưng phần lớn lỗi đổ lỗi cho abdul người mà fatima đã vu cáo là đã hành hung cô Fatima đổ lỗi cho Abdul vì công việc kinh doanh của Hussein và thành công tài chính của họ hầu như chỉ phụ thuộc vào anh ta. Hạ gục anh ta sẽ là cách dễ nhất để hủy hoại cả gia đình. Karam và Abdul đến đồn cảnh sát Saha, cạnh sân bay. Trong nỗ lực đòi hối lộ từ Hussein, hai cha con liên tục bị đánh đập mặc dù không bị buộc tội, giam giữ và tra tấn. Asa gọi điện đến đồn để chứng minh hành vi tốt của Abdul và ảnh hưởng của cô với cảnh sát đã khiến Abdul và cha anh ra ngoài. Ke Sang, em gái của Abdul, cũng bị buộc tội xúi dục Fatima tự thiêu, được triệu tập để đầu thú. Sau khi cô ấy làm vậy, mẹ cô ấy lo lắng rằng cô ấy sẽ bị lạm dụng vì tuổi trẻ và ngoại hình đẹp của mình. Cùng ngày, Fatima trở lại khu ổ chuột trong một chiếc quan tài sau khi bị nhiễm trùng tại bệnh viện Cooper, nơi điều kiện y tế và vệ sinh rất tồi tệ. Triệu chứng của tham nhũng ảnh hưởng đến các đẳng cấp Ấn Độ thấp hơn, báo cáo khám nghiệm tử thi bóp méo sự thật, cho rằng cái chết của cô ấy là do bỏng. Khi Fatima chết, Karam, Abdul và sang vào tù, Karam bị đưa đến nhà tù đường Á Thờ và sang bị đưa đến nhà tù Bikunla. Trong khi những nỗ lực của ZEHRUNISA để giải quyết cuộc khủng hoảng này hầu hết đều thất bại cô ấy đã cố gắng bảo đảm một hồ sơ giả chứng minh tình trạng vị thành niên của áp đun đảm bảo rằng anh ta sẽ bị xét xử khi còn nhỏ trên thực tế mẹ của áp đun không biết anh bao nhiêu tuổi giống như nhiều bà mẹ trong khu ổ chuột cô ấy quá bận rộn để nuôi sống những đứa con của mình nên không thể đếm tuổi của chúng áp đun được đưa đến trại giam đồng ri nơi anh nhận thấy cách kiến trúc làm nổi bật quá khứ thuộc địa của nó trong khi đó miki anh trai của áp đun kém 2 tuổi, có xu hướng kinh doanh rác thải, công việc trước đây giúp gia đình sống trên mặt nước. Lười biếng và không thực hành trong loại công việc này, bị kỳ mất nhiều khách hàng. Trong thời gian này, mẹ anh lang thang khắp khu ổ chuột trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh và kiệt sức. Một ngày nọ, các cậu bé ở Đồng Ri được một giáo viên tự xưng là master đến thăm, người đã nói với họ về tầm quan trọng của các đức tính như sự tôn trọng và danh dự. Điều này khiến áp đun quyết định trở nên bớt tham nhũng và trung thực hơn. Khi gió mùa tràn qua Anawa đi vào tháng 6 và tháng 7, Asa và con gái tiếp tục vắt óc nghĩ cách thoát khỏi Anawa đi. Họ thực hành cách cư xử và thói quen mà Asa gọi là công dân hạng nhất, chẳng hạn như mặc quần dinh và đeo khuyên tai nhỏ. Asa khuyến khích con gái mở rộng vòng kết nối xã hội của mình, điều mà Mẫn Du cố gắng thực hiện bằng cách đào tạo thành nhân viên bán bảo hiểm khi những nỗ lực của họ không thể đưa họ ra khỏi khu ổ chuột. Một loạt các cuộc tấn công khủng bố khiến Mẫn Du gia nhập quân đoàn phòng vệ dân sự. Ngay sau đó, Áp Đung được trả tự do khỏi trại giam. Anh ấy không thể thường xuyên làm công việc phân loại rác của mình vì anh ấy phải báo cáo với đồng ri ba lần một tuần để chứng minh rằng anh ấy sẽ không bỏ trốn trước phiên tòa. Tài chính của gia đình dần tan biến. Ca Lư, bạn của Áp Đung, là một tên trộm rác nhanh nhẹn được biết đến ở qua đi nhờ những màn đóng giả sống động các ngôi sao điện ảnh và nhân vật trong khu ổ chuột như Oanleg mà anh ta biểu diễn để mua vui cho những người dân khu ổ chuột quá nghèo không đủ tiền mua vé xem phim. Vào khoảng giữa tháng 9, người ta tìm thấy anh ta đã chết trên một luống hoa trước một trong những lối vào của sân bay. Cái chết của ông chính thức được cho là do bệnh lao. Mặc dù Ca Lư mắc căn bệnh này nhưng nó không thể giết chết anh ta trong một sớm một chiều. Ca Lư vẫn ổn vào tối hôm trước, khiến kết quả khám nghiệm tử thi rất khó tin. Một cậu bé khu ổ chuột khác, Sanjay Sethi, tuyên bố đã chứng kiến vụ sát hại Ca Lư bởi một nhóm đàn ông. Một giả thuyết cho rằng các quan chức trong khu vực cảnh sát Saha bị làm phiền bởi các hoạt động đổ rác của Ca Lư nên đã giết anh ta. Một lát sau, như một cái cớ để đe dọa những người nhặt rác lang thang quanh sân bay cảnh sát mở cuộc điều tra về cái chết của ca lư họ bắt năm cậu bé bao gồm cả sang dây và đánh bại họ lo sợ cho tính mạng của mình và vô cùng đau buồn trước cái chết của bạn mình sang dây đã tự tử bằng cách uống thuốc diệt chuột nguyên nhân chính thức của cái chết một lần nữa là sai khẳng định rằng anh ta là một kẻ nghiện ngập không thể mua được loại thuốc mình cần Asa hiện đang ngồi cạnh một quan chức khu vực, sắp hát xa quăng, khi ông nói chuyện với cư dân của khu ổ chuột, và điều này khiến cô ấy bình đẳng với anh ấy trong mắt cộng đồng khu ổ chuột. Thông qua điều này và những nỗ lực từng phần khác, Asa đã tự khẳng định mình là chủ khu ổ chuột vào tháng 9 năm 2008. Tuy nhiên, tham vọng của cô ấy phải trả giá đắt. Cô ấy đã trở nên ghẻ lạnh, không chỉ từ hầu hết cư dân khu ổ chuột, mà còn từ con gái mẫn du của cô ấy. Người phát hiện ra vào một buổi tối rằng mẹ cô ấy thường xuyên ngủ lại như một phương tiện để đạt được ảnh hưởng chính trị. Hai đứa con khác của Asa và chồng cô cũng biết điều này. Mẫn Du, mẹ cô là Asa và hai anh trai Garnet và Rahun đều sống cạnh người quản lý nhà thổ của Anna Wadi. Con gái Meena của anh thường xuyên bị anh trai và cha đánh đập. Mặc dù cô gái mới 15 tuổi nhưng cô sắp kết hôn với một chàng trai ở khu ổ chuột lân cận. Meena thuộc đẳng cấp Dalit trong khi mẫn du thuộc đẳng cấp cung bí nếu mê A và mẫn du đăng ký hệ thống đẳng cấp như các thế hệ cũ vẫn làm thì họ sẽ là đối thủ của nhau và mẫn du sẽ coi mê A là kém cỏi hoặc thậm chí bị nhiễm bệnh nhưng hai cô gái là bạn thân của nhau họ chia sẻ quan điểm tiến bộ về thế giới và khả năng của chính họ với tư cách cá nhân Mena khao khát được chọn con đường của riêng mình trong cuộc sống nhưng đã được sinh ra trong một hoàn cảnh mà sự tự do dường như là không thể. Chỉ vài ngày trước lễ hội khiêu vũ Na Trí, cô ấy đã tự tử bằng cách nuốt thuốc chuột. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm sau, Karam và con gái của mình phải trải qua phiên tòa xét xử. Đó là một công việc dài, tẻ nhạt được chủ trì bởi một thẩm phán thiếu kiên nhẫn. Công việc nhặt rác của Abdul đã bị cảnh sát hà hủy bỏ và gia đình anh sống gần như không có gì một ngày nọ abdul đến thăm haji ali một ngôi đền hồi giáo nổi tiếng nằm trên một hòn đảo nhỏ trên con đường đáp cao dẫn đến nhà thờ hồi giáo ánh mắt của anh ấy rơi vào nhiều người tàn tật sống trong khu vực nhắc nhở anh ấy về sự ngây thơ của mình và về việc anh ấy khao khát được coi là một thứ gì đó tốt hơn những thứ bẩn thỉu luôn vây quanh anh ấy một cách tuyệt vọng như thế nào asa cũng đang mệt mỏi mặc dù có rất nhiều nỗ lực để kéo mình ra khỏi khu ổ chuột, nhưng cô ấy đã không làm được. Cô ấy bắt đầu tự hỏi liệu cô ấy có tự lừa dối mình khi tin rằng cô ấy có thể vượt lên trên địa vị của mình hay không. Nhưng vận may của cô ấy thay đổi khi cô ấy tham gia vào một hoạt động lừa đảo bất hợp pháp nhằm bọn rút tiền của chính phủ dành cho các chương trình giáo dục. Con gái Mẫn Du của cô đã lấy được bằng đại học, Karam và con gái sang cuối cùng được trắng án trong khi phiên tòa xét xóa áp đun bị hoãn vô thời hạn. Áp đun đang kiếm tiền trở lại. Công việc hiện tại của anh ấy liên quan đến việc vận chuyển chất thải của người khác đến các nhà máy tái chế. Hai anh trai khác của anh ấy cũng đang làm việc, và gia đình anh ấy đang dần kiếm tiền trở lại. Đến năm 2009, khu ổ chuột đang trên bờ vượt bị sang bằng. Một số ít gia đình ở khu ổ chuột có thể chuyển đến các căn hộ phục hồi nếu họ đáp ứng các tiêu chí nhất định. Do tham nhũng, nhiều căn hộ trong số này sẽ thuộc về những người đã sở hữu số tiền khổng lồ. Tuy nhiên, gia đình của Áp hy vọng rằng họ có thể giành được một trong những ngôi nhà này cho mình. Phần 2. Phân tích nhân vật Áp Đun Hơ Sen Áp dường như chấp nhận số phận của cuộc sống trong khu ổ chuột ở phần đầu của câu chuyện, nhưng anh ấy trở nên quan tâm nhiều hơn đến những khả năng khác khi nó kết thúc. Theo nhiều cách, anh ấy thể hiện niềm hy vọng được đánh thức mà nhiều người Anna Wadian cảm nhận được lúc đầu áp đun không quan tâm đến sự thay đổi đáng kể nội dung phân loại và bán lại rác anh ấy xem hoạt động này như tiếng gọi của cuộc đời mình khi câu chuyện tiến triển và áp đun phải chịu đựng hết khó khăn này đến khó khăn khác anh bắt đầu nhận ra rằng mọi người trở nên hư hỏng khi họ phải chịu sự điều hành của một hệ thống tham nhũng nhận thức này được phản ánh qua quá trình liên tục mở lòng của áp đun với người khác trong phần cuối của câu chuyện anh ấy trở thành một người hay nói chuyện thể hiện sự tò mò mới tìm thấy của mình bằng cách nói chuyện với người khác cho họ biết suy nghĩ của anh ấy và chào đón suy nghĩ của họ áp đun phát triển từ một cậu bé tư lợi và thiếu suy nghĩ thành một chàng trai trẻ biết suy ngẫm và quan tâm đến người khác những trò hề của zehrunisa hơn zehrunisa liên quan đến tài nguyên rũa và thổn thức của cô ấy cả hai tài năng này cô ấy sử dụng một cách chiến lược để đạt được điều mình muốn Giống như những người khác trong khu ổ chuột, những phán đoán và quyết định của cô ấy thường có vẻ tàn nhẫn, như khi cô ấy đuổi một người ở trọ không còn khả năng trả tiền thuê nhà. Nhưng trong khi những nỗ lực của cô ấy không chuyển thành sự ấm áp bên ngoài, thì rõ ràng là cô ấy có sự hiểu biết sâu sắc về người khác. Chẳng hạn, bà cho phép con trai Mickey của mình trốn tránh loại công việc giúp gia đình họ tồn tại. Bà hiểu nỗi buồn của con trai mình là áp đun và dành phẩm giá con người cho người hàng xóm Fatima khi ít người khác làm được. Asawa rồi sự thương lượng khéo léo của Asawa rồi với người chồng say xỉn của mình, cũng như cảnh sát và các quan chức chính phủ, cho thấy cô là một người phụ nữ khốc liệt và đầy tham vọng, không sợ vượt qua sự khác biệt về giai cấp, mặc dù chỉ học hết lớp 7 và xuất thân từ một gia đình làm nông cô ấy làm giáo viên mẫu giáo tạm thời tại một trường thành phố và tưởng tượng mình là một chính trị gia asa hiểu rằng trong quá trình theo đuổi trở thành một chính trị gia tiền sẽ là một yếu tố quyết định và điều này nhất thiết kéo theo tham nhũng giống như tất cả những cư dân trong khu ổ chuột cô ấy có đầu óc thực tế ít lãng phí thời gian cho tình cảm và không ngại đi đường tắt để đạt được mục tiêu của mình khi một người quen cũ nhờ cô giúp đỡ về van tim mà anh ta cần để sống cô nói bóng gió rằng anh ta sẽ phải trả một khoản tiền hậu hĩnh để được hưởng các dịch vụ của cô với tư cách là người cho vay fatima mặc dù fatima có hình tượng lố bịch trong mắt những người hàng xóm trong khu ổ chuột của mình nhưng không rõ liệu cô ấy có quan tâm đến ý kiến của người khác hay không trong khi cô ấy thường đi loanh quanh một cách rõ ràng về tình dục sự tức giận của cô ấy cho thấy rằng cô ấy quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình sự tự thiêu của Fatima có thể xuất phát từ sự ghen tị và mong muốn của cô ấy rằng những người Hussein phải trả giá cho những thành công nhỏ của họ. Nhưng nó cũng có thể được coi là tiếng kêu cứu sau nhiều năm bị coi là một thứ gì đó thấp kém hơn con người. Mẫn Du qua ghẻ Carol Mẫn Du, con gái duy nhất của Asa, bị mắc kẹt trong một xã hội coi thường sự tự do và độc lập của phụ nữ. Bởi vì cô ấy đã được định hình bởi những quan điểm như vậy. Cô ấy thấy mình bị mắc kẹt giữa truyền thống và tiến bộ. Trong khi cô ấy mơ ước trở thành cô gái học đại học đầu tiên ở Ananawadi, cô ấy cũng là một người con gái và người chị gái hiếu thảo, nấu ăn và làm việc nhà cho cha mẹ và hai anh trai của cô ấy. Khi Mẫn Du hỏi mẹ cô ấy, cô ấy im lặng hoặc không nghe thấy, mặc dù cô ấy sống trong một cộng đồng được đặc trưng bởi tư lợi do nghèo đói tạo ra, Mẫn Du quan tâm đến lòng vị tha. Cô dạy trẻ nhỏ và huấn luyện trong lực lượng phòng vệ dân sự để giúp đỡ những người bị lũ lụt hoặc tấn công khủng bố. Sự quan tâm của Mẫn Du đối với người khác không phải là ngoại lệ trong dân số trẻ của Anna Wadi. Những người khác, chẳng hạn như Abdul, cũng thể hiện sự đồng cảm ngày càng tăng. Những cư dân trẻ tuổi trong khu ổ chuột quan tâm đến thế giới bên ngoài khu ổ chuột và khả năng thay đổi và phát triển vượt ra ngoài tình trạng hiện tại của họ. Phần 3 các mối quan hệ Zehrunisa và abdul mặc dù câu chuyện kể không dài về mối quan hệ của Zehrunisa và abdul nhưng rõ ràng là cả hai có một mối quan hệ hiếu thảo thân thiết abdul làm việc chăm chỉ để kiếm miếng ăn hàng ngày cho gia đình nhưng anh không bị bắt làm nô lệ hay bị lạm dụng như Meena, người bạn thân nhất của mẫn du nếu gia đình hơi sen bằng lòng để con trai đầu lòng của họ làm công việc phân loại và bán rác đó là vì ưu tiên của họ là tồn tại một mệnh lệnh gần như hoàn toàn dựa vào sức lao động của anh ta ban đầu áp đun không nhận thức được thực tế là anh ấy có thể không vui tuy nhiên jhehunisa -E biết rằng con trai mình đang buồn cô ấy hiểu con trai mình bằng trực giác nhìn thấy con người thật của anh ấy khi anh ấy có thể chưa hiểu chính mình khi áp đun trở về từ trại giam với quyết tâm sống có đạo đức hơn cả gia đình nhanh chóng làm theo cách của anh Điều này chứng tỏ rằng mặc dù bận rộn giao phó công việc cho các con và đảm bảo rằng chúng được no bụng, nhưng ZEHRUNISA không trốn tránh tiến độ hoặc không nhận thức được khả năng của nó. Mặc dù cô ấy chủ yếu nói với con trai mình phải làm gì, nhưng cô ấy sẵn sàng học hỏi từ anh ấy. Asa và Mẫn Du Asa và con gái Mẫn Du của cô ấy có những khát vọng hình thành tính cách của họ. Trong khi Asa tàn nhẫn và đặc biệt tập trung vào lợi nhuận, thì Mẫn Du lại hiền lành và tốt bụng. Mặc dù cả hai người phụ nữ đều thể hiện tham vọng nhưng họ thể hiện theo những cách khác nhau. Tham vọng của Asa bắt nguồn từ sự thối nát của hệ thống mà cô luôn biết. Mặt khác, Mẫn Du lại lý tưởng hơn về thế giới. Asa vẫn có quan điểm bè phái trong khi Mẫn Du cởi mở hơn với sự đa dạng. Trong khi Asa kiên quyết chống người Hồi giáo và chống người nhập cư, thì Mẫn Du lại không gặp vấn đề gì khi kết bạn với một cô gái thuộc giai cấp Dalit một cộng đồng bị giai cấp cung bí của mẹ cô coi là mất vệ sinh và thấp kém sự chấp nhận lớn hơn của cô ấy cho thấy một hy vọng rằng hệ thống đẳng cấp cổ xưa có thể không tồn tại trong nhiều thế hệ nữa Sanil và áp đun mối quan hệ giữa Sanil và áp đun hình thành sau khi một người bạn chung ca lư qua đời không nói thành lời cảm xúc của họ hai chàng trai thấy mình hình thành một tình bạn thân thiết họ gắn kết với nhau bởi sự thừa nhận rằng cuộc sống có thể còn nhiều điều thú vị hơn là công việc nhặt rác và phân loại rác của họ trong khu ổ chuột cả hai chàng trai đều lặng lẽ thừa nhận rằng cuộc sống của họ có giá trị có thể khai thác và vun đắp mặc dù cả hai đều không biết làm thế nào để thoát khỏi giới hạn của sự nghèo khó trong khi cuộc sống vẫn tiếp diễn mà không có nhiều thay đổi sự hiểu biết chung của họ lặng lẽ chỉ ra giá trị của hy vọng và tầm quan trọng của việc chia sẻ nó với người khác Phần 4. Chủ đề Precarity Precarity xác định cuộc sống trong khu ổ chuột Anawadi. Khu đất mà khu ổ chuột được xây dựng là tài sản của sân bay. Vì vậy trong khi khu ổ chuột tồn tại, người dân Anawadian sống trong tình trạng bất hợp pháp vĩnh viễn. Những ngôi nhà đầu tiên trong khu ổ chuột không ổn định một cách nguy hiểm vì đất quá lầy lội khi người Tamin bắt đầu khai khẩn đất và xây nhà trên đó vào năm 1991. Sau một thời gian dài làm việc, người annawadi đã có thể biến nơi này thành nơi ở được nhưng sau khi đã tạo dựng được máy ấm cho mình họ buộc phải đối mặt với việc mất nó bất cứ lúc nào khi ban quản lý sân bay liên tục đe dọa phá bỏ khu ổ chuột tại các khu ổ chuột ở mumbai bất kỳ loại việc làm nào cũng rất không ổn định và không thường xuyên vì hầu hết cư dân đều phải sống qua ngày ở annawadi điều duy nhất người dân có thể phụ thuộc vào là sự bấp bênh liên tục của họ không có chăn an toàn hoặc kế hoạch B, người Anna Guardian đang ở trong một cuộc khủng hoảng hy sinh vĩnh viễn. Ngoài ra, họ thấy mình bị mắc kẹt trong một hệ thống buộc họ phải lặp lại các nhiệm vụ và hành vi giống nhau mà không có phần thưởng hoặc cải tiến. Những người sống trong khu ổ chuột đến các cuộc hẹn và trả tiền hối lộ, nhưng dù họ làm việc chăm chỉ và tuân thủ, hệ thống phân cấp tham nhũng vẫn khiến họ nghèo đi. Chẳng hạn, điều này là hiển nhiên trong phiên tòa xét xử hơi sen. Các sự kiện quyết định xảy ra trong phòng, nhưng Karam và Kekasang vẫn bất lực và đứng ngoài cuộc, như thể họ là khán giả của số phận của chính họ. Sức khỏe là mối quan tâm thường trực ở các khu ổ chuột và bị phóng đại bởi chi phí chăm sóc sức khỏe không thể kham nổi. Trong mùa gió mùa, nhiều cư dân khu ổ chuột bị nấm ở chân. Những người nhặt rác phát triển mụn nhọt và vết các bị nhiễm trùng. Trong khi hàng trăm người Ấn Độ giàu nhất sở hữu gần một phần tư GDP của cả nước, cư dân của Anawadi cảm thấy bị mắc kẹt trong tình trạng nghèo đói và nguy hiểm vĩnh viễn. Trong khi một số cư dân khu ổ chuột chết vì đói hoặc bệnh tật, những người khác bị chính quyền bí mật sát hại, vẫn còn những người khác dùng đến tự tử. Bù kể lại một phép ẩn dụ nổi bật về điều kiện sống trong khu ổ chuột khi cô mô tả cách áp đun cố gắng lắp một gờ bếp vào tốt lều của mẹ anh những viên gạch được làm kém với quá nhiều cát và toàn bộ bức tường bắt đầu sụp đổ. Làm thế nào? Áp đun tự hỏi, có thể xây dựng bất cứ thứ gì thẳng trên đất quanh co như vậy không? Giấc mơ về sự tiến bộ của anh ấy và những cư dân khác luôn bị phản đối bởi thực tế thảm khốc của nghèo đói và bấp bênh. Hy vọng trong khi sự bấp bênh là một chủ đề chính trong phía sau những điều vĩnh cửu tươi đẹp, thì hy vọng luôn ở đâu đó quanh đây sân bay quốc tế và những khách sạn sang trọng tiếp giáp với khu ổ chuột mang đến tầm nhìn về một cuộc sống tốt đẹp hơn trong khi cuộc sống đẹp mãi mãi bên ngoài các khu ổ chuột thường có vẻ xa vời một số cư dân khu ổ chuột vẫn tin rằng làm việc chăm chỉ sẽ cho phép họ có được cuộc sống tốt hơn đối với những người trẻ tuổi có hy vọng thăng tiến thông qua giáo dục và việc làm bên ngoài khu ổ chuột hy vọng đôi khi đổi lốt những tâm lý mới được giới trẻ trong khu ổ chuột chấp nhận nhưng hy vọng cũng thấm nhuần tinh thần của các thế hệ cũ, chẳng hạn như Asa và cha mẹ Hussein. Bất chấp những khoảnh khắc tuyệt vọng thực sự như khi cô lang thang nửa điên nửa dại quanh khu ổ chuột trong khi chồng, con trai và con gái của cô đang ở trong tù ZEHRUNISA không bỏ cuộc, trong khi cô và những người khác hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái của họ, họ vẫn khao khát cải thiện cuộc sống của chính mình và trong khi những hy vọng ở Anawadi thường xuyên bị tiêu tan hơn là được tưởng thưởng, thì người dân Anawadi thể hiện một sự kiên cường đáng kinh ngạc khi đối mặt với khó khăn triền miên. Hàng ngày, hy vọng cung cấp cho họ năng lượng để nhân đôi nỗ lực của họ. Tham nhũng tham nhũng thấm qua mọi khía cạnh của xã hội Mumbai. Những tấm bia kẹp hồ sơ dành làm quà tặng cho trẻ em Anawadi được các nhân viên xã hội tích trữ. Một bác sĩ gạ gẫm hối lộ để khai mang tuổi của Abdul các tổ chức phi lợi nhuận hóa ra lại là bình phong cho hoạt động rửa tiền dường như không có tầng lớp nào trong xã hội được miễn trừ tham nhũng đằng sau beautiful forever không phải là lời xin lỗi vì tham nhũng và sự vô đạo đức của nó thay vào đó nó lập luận rằng sự vô đạo đức là do một hệ thống tư bản chủ nghĩa có quyền lực thối nát vượt xa những người chơi cá nhân của nó những người dân cá nhân bị cuốn vào vòng tham nhũng và không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo những quy tắc phi đạo đức này những người sống trong khu ổ chuột cũng không có thời gian và năng lượng để xem xét đạo đức trong hành vi của họ bận rộn vì họ đang chiến đấu cho sự sống còn của mình do đó tham nhũng trở thành một lối sống tầm thường phổ biến đến mức không cần phải bàn cãi trong một xã hội mà những người giàu có nhất sống xa hoa trong khi đa số phải chịu cảnh thiếu thốn nhiều người không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo các quy tắc của một hệ thống tham nhũng mà họ không tham gia tạo ra. Phân biệt đối xử cho áp đung, cách mọi người tự phân loại thành các nhóm khiến anh ấy nhớ đến cách phân loại rác của chính mình. Mặc dù người dân ở Anawadi có ý thức chia sẻ cộng đồng, nhưng khu ổ chuột này có đặc điểm là có nhiều hình thức phân biệt đối xử. Người Hồi giáo đặc biệt không thích, đặc biệt là bởi cảnh sát. Bên cạnh tôn giáo, sự thù địch sắc tộc chia rẽ cộng đồng và được minh chứng bởi Sip Sena, một đảng chính trị chống người di cư. Các khu ổ chuột cũng được đặc trưng bởi sự ghét bỏ phụ nữ, điều này bộc lộ khi chồng và anh trai đánh vợ, con gái và em gái của họ. Chủ đề phân biệt đối xử đang xen với chủ đề tiến bộ. Khi câu chuyện mở ra, những khác biệt tưởng chừng như không thể vượt qua ngày càng trở nên mờ nhạt. Mặc dù Asa thuộc về Sip Sena, nhưng hai đứa con của cô lại là bạn thân của những đứa trẻ thuộc đẳng cấp khác với cô. Sự cởi mở này với người khác là sự hiểu biết được chia sẻ bởi những người Anna trẻ tuổi khác. Ví dụ, Abdul và Sanil hiểu rằng những người đến từ thế giới bên ngoài không hoàn toàn khác biệt với họ. Cái nhìn sâu sắc này có thể cho phép họ bắt đầu hiểu rằng, mặc dù bị hoàn cảnh và môi trường hiện tại của họ định hình, họ cũng có quyền tự do và quyền phấn đấu về điều gì đó tốt hơn khả năng nhìn xa hơn tình huống cá nhân của họ và xem họ có thể giống như thế nào với những người ở những vị trí hoàn toàn khác nhau, cho phép họ nhìn thoáng qua khả năng của một tương lai khác. Phần 5. Người quan trọng Catherine Bu là tác giả của cuốn sách phía sau sự tươi đẹp mãi mãi, mà cô đã nghiên cứu bằng cách tìm hiểu cộng đồng Anawadi trong hơn 3 năm. Abdul Hakim Hussein là anh cả trong gia đình có 9 anh chị em và là con trai của Karam và Zehrunisa Hussein. Karam và Zehrunisa Hussein là cha mẹ của Abdul. Miki Hussein là em trai của Abdul. Keka Sang là em gái của Abdul. Cô chạy trốn khỏi người chồng say xỉn. Fatima là người hàng xóm tàn tật của Hussein. Cô ấy nổi tiếng về ham muốn tình dục của mình. Asawa ghẻ là một giáo viên mẫu giáo khao khát trở thành một chính trị gia. Mẫn dù qua ghẻ là cô gái học đại học đầu tiên của Anna Wadi. Cô khao khát trở thành một giáo viên. Sanil Sama là một người nhặt rác 12 tuổi kết bạn với Abdul. Kalu là một tên trộm rác nổi tiếng với những trò bắt chước thú vị. Sanjay Seti là một người nhặt rác đã tự sát. Robert Pires là người quản lý nhà thổ của khu ổ chuột và là chủ khu ổ chuột trước đây. Mena Rex là con gái của người quản lý nhà thổ. Cô ấy đã tự sát. Phần 6. Phong cách của tác giả. Đằng sau những mãi mãi tươi đẹp kể lại một cách nhanh chóng 3 năm nghiên cứu thông qua một bộ phim kể chuyện hấp dẫn. K.I.N.D.A. bu quản lý để viết một câu chuyện có thật hấp dẫn mà không nói trước về sắc thái hay sự tinh tế. Cuốn sách của cô ấy chắc lọc sự thật và cái nhìn sâu sắc, báo chí khách quan và quan sát chủ quan bu tự đặt mình là một người quan sát vô tư trong khi thay đổi lời kể của mình bằng các thiết bị phân cách và thông tin chi tiết giúp đưa người đọc vào suy nghĩ của cộng đồng và cá nhân mà cô ấy viết về cái nhìn sâu sắc của cô ấy vượt ra ngoài bề mặt của các sự kiện để khám phá cuộc sống nội tâm của các nhân vật chính của cô ấy tuy nhiên bu không bao giờ đánh mất tầm nhìn toàn cảnh rộng lớn hơn trong khi câu chuyện tập trung vào anna qua và các vấn đề hàng ngày của nó bu dành thời gian để mô tả các vấn đề đang bủ vây mumbai và maharashtra và cô ấy không bao giờ đi xa sự thật trong ghi chú của tác giả cô ấy trình bày chi tiết cách cô ấy sàng lọc các hồ sơ thể chế khác nhau để bổ sung cho các cuộc thảo luận phỏng vấn và trải nghiệm của mình với cư dân khu ổ chuột một trong những thủ thuật của bu để thu hẹp khoảng cách giữa người đọc tưởng tượng và chủ đề là truyền sự hài hước vào câu chuyện ví dụ trong phần mở đầu Cô ấy kể lại cách áp đun dấu những con búp bê Barbie mà sau này anh ấy sẽ bán cho một nhà máy tái chế để hạ thấp ngực để tránh bị phân tâm. Một phương tiện khác bổ sung thêm màu sắc cho câu chuyện là việc Bu sử dụng các phép ẩn dụ phù hợp với bối cảnh mà cô ấy đang mô tả. Như khi cô ấy lưu ý rằng hy vọng về sự tiến bộ thực sự ở Mumbai sẽ giống như viết tên của một người bằng Kufti, một món tráng miệng từ sữa của Ấn Độ. Bu cũng không ngại những từ thông tục khi cô ấy tưởng tượng lối vào và lối suy nghĩ của các nhân vật của mình bu nhấn mạnh câu chuyện bằng ngôn ngữ thân mật như khi cô ấy báo cáo rằng asa coi mẹ của Abdul là người chăn nuôi một thuật ngữ miệt thị nhằm bua nhỏ Zehrunisa vì đã sinh quá nhiều con một sức mạnh của trí tưởng tượng là trọng tâm trong phong cách của bu trong khi thực tế của khu ổ chuột là sự thiếu thốn nghiêm trọng ngôn ngữ thường sáng tạo và bay bổng mang lại cho câu chuyện một chất lượng hơi kỳ diệu Mặc dù một chiến lược như vậy có nguy cơ lãng mạn hóa sự nghèo đói của những người sống trong khu ổ chuột nghèo khổ, hoặc sao chép chủ nghĩa ngoại lai theo chủ nghĩa phương đông của các nhà văn du ký thời thuộc địa thế kỷ 19, bu tạo ra một giọng điệu nhân bản phức tạp hơn cho sự nghiêm ngặt của báo chí. Khả năng nhìn thấy con người và thậm chí là vẻ đẹp của cuộc sống ở một trong những khu ổ chuột của Mumbai là một trong những lý do khiến cuốn sách đầu tay của cô ấy đằng sau những điều tuyệt vời mãi mãi đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi như vậy. Trong số các giải thưởng văn học khác, phía sau những mãi mãi tươi đẹp là tác phẩm đoạt giải sách quốc gia cho thể loại phi hư cấu. Phần 7. Kết thúc Intarit. Chúng tôi hy vọng bạn thích Intarit này.